Con tàu 105.000 tấn này là một trong số rất nhiều dự án sửa chữa tàu biển mà công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc ký hợp đồng với đối tác. Hợp đồng sửa chữa tàu chở dầu thô này trị giá 16 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trong năm 2021, công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc đã đạt doanh thu khoảng 470 tỷ đồng, lãi 17 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2022, doanh thu 135 tỷ đồng, chủ yếu nguồn thu từ sửa chữa tàu biển. Thu nhập và cái cuộc sống của cán bộ nhân viên của tàu nhà máy thì nó cũng hướng phát triển rất là tích cực. Hiện tại là anh em đang rất là vui vẻ và cũng có tinh thần là gắn bó và phát triển ngày một lớn mạnh hơn cùng với công ty. Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc có tín hiệu hồi sinh, nhưng đây chỉ là sự hồi sinh thiếu bền vững. Sau thời gian tái cơ cấu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bơm hơn 5.000 tỷ đồng để vực lại hoạt động kinh doanh. Nhưng đến nay, khoản nợ cũ gần 7.000 tỷ đồng vẫn treo lơ lửng. Việc chậm trễ quyết toán của các hợp đồng EPC dẫn đến là việc chậm trễ việc quyết toán xây dựng cơ bản của nhà máy. Điều này dẫn đến là các khoản nợ của công ty đối với lại các ngân hàng cũng chưa được xử lý. Và cho đến nay thì các khoản nợ, tiền lãi của các khoản nợ này đã nhiều, thậm chí vượt cả số tiền gốc. Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc đang nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng rất khó để thoát khỏi bẫy nợ. Khoản nợ 7.000 tỷ đồng đã vượt qua số vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản của doanh nghiệp hiện nay là 5.900 tỷ đồng. Định kỳ hàng quý, các ngân hàng vẫn gửi bản công nợ để công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc xác nhận nhưng không có nguồn để chi trả. Trong thời gian tới, cộng thêm với việc đi quét sẽ triển khai được cầu tàu số 2, triển khai được dự án phá rỡ và sắp tới sẽ triển khai xây dựng cầu tàu số 1 thì đi quét, công ty đi quét sẽ có thể hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả và có lãi một cách bền vững và đưa được dự án ra khỏi một trong 12 dự án yếu kém của ngành công thương. Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng các phương án để đưa các dự án dang dở vào hoạt động, hợp tác với các đối tác để đầu tư thêm các hạng mục sửa chữa, phá dỡ tàu biển. Công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc không coi việc đóng mới tàu là hoạt động chính như lúc mới thành lập mà tập trung cho việc sửa chữa tàu biển với hy vọng sẽ sớm thoát khỏi núi nợ.